Những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua Hoa Kỳ trong những tháng tới có thể bắt đầu chuyển giao tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine Quan chức NATO, Nga vẫn là mối đe dọa ngay cả khi thua chiến tranh Tổng thống Zelensky nói rằng mùa đông đã làm chậm tiến độ của cuộc chiến Tướng Hồi Hưu Mỹ khẳng định vũ khí mới nhất của Ukraine sẽ khiến cả hải quân lẫn không quân Nga phải lo lắng. Putin bị đồng minh thân thiết phản bội giúp đỡ Ukraine sau lưng của ông ta. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Hoa Kỳ trong những tháng tới có thể bắt đầu chuyển giao tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine. Vâng kính thưa quý vị, theo một đạo luật gần đây thì Hoa Kỳ có kế hoạch bắt đầu quá trình chuyển giao một số tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine thông qua Bộ Ngoại giao trong những tháng tới. Điều này được ABC Ukraine thông báo dựa theo tuyên bố của ông Andrew Adams, giám đốc nhóm đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về xác định và tịch thu tài sản kiếm được bất hợp pháp trong một bài phát biểu tại Viện Houston ở Washington. Trong tương lai, chúng tôi sẵn sàng bắt đầu chuyển giao các tài sản bị tịch thu cho Ukraine. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là sự phát triển tương đối ngắn hạn của các sự kiện, ông Adams nói. Đại diện của Bộ nhắc lại rằng vào cuối tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký luật ngân sách nhà nước cho năm 2023. Trước đó đã được Quốc hội thông qua, trong số các điều khoản của nó có quyền của Bộ Tư pháp chuyển các tài khoản tiền tịch thu của Bộ Ngoại giao với mục đích hỗ trợ cho Ukraine quan chức này cho biết luật pháp không xác định con đường chuyển giao tất cả tài khoản tiền bị tịch thu có thể thu được do nỗ lực của chúng tôi đây không phải là quả bóng bạc nhưng vẫn cho phép chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhìn thấy lần đầu tiên chuyển giao tài sản bị tịch thu từ bộ tư pháp cho bộ ngoại giao trong những tuần và tháng tới xin nhắc lại hoa kỳ và các đối tác khác đang gây áp lực lên thụy sĩ để đóng băng tài sản của nga và chuyển chúng cho ukraine Quan chức NATO, Nga vẫn là mối đe dọa ngay cả khi thua chiến tranh. Thưa quý vị, Nga vẫn sẽ là một mối đe dọa với NATO ngay cả khi lực lượng của họ bị đánh bại ở Ukraine. Một quan chức quân sự hàng đầu trong liên minh quân sự phương Tây cho biết vào hôm thứ năm, ngày 19 tháng 1, đô đốc Rob Bauer, chủ tịch ủy ban quân sự của NATO, nói với các phóng viên tại trụ sở của liên minh ở Bruxelles. Cho dù kết quả của cuộc chiến là gì, người Nga rất có thể vẫn sẽ có tham vọng tương tự, do đó mối đe dọa sẽ không biến mất. Ông Bauer cho biết, trong khi các lực lượng, thiết bị và đạn dược của Nga đều đã cạn kiệt vì chiến tranh, các nước NATO cho rằng Moscow sẽ cố gắng xây dựng lại và thậm chí tăng cường năng lực quân sự của mình niềm tin chung là người nga sẽ khôi phục lại những gì họ đã có họ cũng sẽ tự học hỏi từ cuộc xung đột này và cố gắng cải thiện những gì họ có ông bauer phát biểu khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày của các sĩ quan quân sự hàng đầu từ các nước thành viên nato ông nói thêm vì vậy điều đó rất có thể trong tương lai xa hơn sẽ có ý nghĩa đối với các kế hoạch của chúng tôi Ông Bauer cho biết NATO sẽ cần thời gian để đánh giá xem Nga sẽ cần bao lâu để tái thiết và cải thiện lực lượng của mình. Ông nói, đó có phải là 3 đến 5 năm không, có phải là 3 đến 10 năm không, đó là điều mà chúng ta sẽ cần phải thảo luận cùng nhau, đó là điều mà các cơ quan tình báo sẽ phải xem xét. Tổng thống Zelensky nói rằng mùa đông đã làm chậm tiến độ của cuộc chiến quý vị thân mến tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết cuộc chiến có vẻ không tốt kể từ khi nó bắt đầu vào mùa đông đã làm chậm tiến độ cuộc chiến có vẻ không tốt nó đã không tốt ngay từ đầu và vào mùa đông nó chậm lại đối với những khu vực mà các khó khăn là dễ hiểu mọi người đều mệt mỏi thiên nhiên con người và cảm ơn chúa cả kẻ thù nữa Ông mô tả các cuộc giao tranh hàng ngày ở phía đông và tiến trên đó đã chậm lại. Nhưng ông nói thêm rằng người dân Ukraine đứng vững và đoàn kết chống lại cuộc xâm lược của Nga. Chúng tôi đang đứng vững, kiên quyết. Tôi biết ơn tất cả chiến binh của chúng tôi, những người còn sống và những người đã mất vì sự dũng cảm của họ. Ông nói, điều đó thật sự khó khăn, nhưng chúng tôi cũng mạnh mẽ bên trong quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi đoàn kết, chúng tôi có tổ chức bởi vì chúng ta có động lực, không phải chúng tôi khơi mạo chiến tranh mà chính chúng tôi là người đã phải kết thúc nó. Ông cảm ơn các đồng minh phương Tây đã hỗ trợ về đạn dược và kinh tế, đồng thời nói rằng sự hỗ trợ liên tục sẽ đảm bảo rằng Ukraine thành công trong cuộc chiến này. Tướng Hồi hư Mỹ khẳng định vũ khí mới nhất của Ukraine sẽ khiến cả hải quân lẫn không quân Nga phải lo lắng. Quý vị thân mến, trước việc Vương quốc Anh tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine ngay tức khắc 14 xe tăng hạng nặng Challenger 2 và Ba Lan cũng gửi 14 chiếc xe tăng Leopard 2 trong một chương trình truyền hình trên đài Rossi One, Vladimir Solovyov, một tuyên truyền viên của Điện Kremlin đã trấn an người Nga rằng Putin sẽ sớm trông ra một loại xe tăng gọi là T-14 Amanta khi được hỏi về tuyên bố này trung tướng hoa kỳ đã nghỉ hưu ben hodges người từng là chỉ huy các lực lượng hoa kỳ ở âu châu nói rằng ông miễn cưỡng không muốn bình luận về các tuyên bố nhảm nhí của các tuyên truyền viên nga Đồng thời, ông tuyên đoán rằng với gói hỗ trợ mới lên đến 2,5 tỷ Mỹ Kim, Ukraine sẽ có trong tay những vũ khí mới nhất, khiến cả hải quân lẫn không quân Nga phải lo lắng. Trung tướng Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Ben Hodges vào hôm thứ Tư, nói rằng một loại vũ khí mà Hoa Kỳ được tường trình sẽ sớm cung cấp cho Ukraine sẽ gây hoang mang trong hạng ngũ quân đội của Nga. Politico đưa tin, chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong tuần này sẽ công bố gói vũ khí mới cho lực lượng của tổng thống ukraine volodymyr zelensky theo báo cáo gói hàng bao gồm một số lượng không xác định xe thiết giáp striker và một loại phương tiện quân sự có thể được trang bị súng máy hoặc súng phóng lựu và bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất còn được gọi là glsdb trong khi ý tưởng về việc Hoa Kỳ gửi xe thiết giáp Stryker tới Ukraine trước đây đã nhận được một số sự chú ý của giới truyền thông, Hodges đã viết trên Twitter vào hôm thứ tư về tác động tiềm ẩn mà GLSDB có thể gây ra đối với cuộc chiến. Hodges, người trước đây từng là tướng chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ ở Âu Châu cho biết, GLSDB sẽ giảm bớt không gian an toàn cho người Nga. Ông nói thêm cuộc sống sắp bắt đầu trở nên rất khó chịu đối với hải quân, không quân và những người giải quyết đạn dược của Nga ở Crimea dọc theo cây cầu trên đất liền và hy vọng sẽ sớm xảy ra đối với các đội sửa chữa trên cây cầu Kerch. Reuters đưa tin lần đầu tiên vào cuối tháng 11 Trang ngũ giác đài đang cân nhắc quyết định gửi cho Ukraine các quả bom đường kính nhỏ. Hãng tin này mô tả những quả bom này là rẻ tiền và có khả năng được trang bị trên các hỏa tiễn có sẵn trong kho vũ khí của Ukraine. GLSDB cho phép quân đội của Zelensky tấn công xa phía sau phòng tuyến của Nga khi mà phương Tây phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu mua thêm vũ khí. Tập đoàn Saab đã phát triển GLSDB với sự hợp tác của Boeing. Trên trang web của mình, Saab mô tả GLSDB được dẫn đường bằng GPS có hiệu quả cao với khả năng tham gia từ mọi góc độ và có thể sử dụng được trong mọi điều kiện thời tiết. Mặc dù gói vũ khí mới của Mỹ dành cho Ukraine được cho là sẽ cung cấp thêm đạn dược và xe thiết giáp, nhưng dự kiến sẽ không bao gồm xe tăng. Zelensky và các quan chức Ukraine khác đã nhiều lần yêu cầu xe tăng, nhưng ngũ giác đài tuyên bố họ tin rằng Ukraine được cung cấp đủ xe tăng từ các nước khác. Tuần trước, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước ông sẽ sớm chuyển giao một đại đội xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine. Trong khi đó, Pháp đã cung cấp cho ông Zelensky một số xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC và Vương quốc Anh gần đây đã tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng Challenger 2. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết, chúng ta tin rằng việc cung cấp xe tăng hiện đại sẽ giúp ích và cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của Ukraine ở nơi họ đang chiến đấu và chiến đấu hiệu quả hơn trong tương lai. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để xin bình luận. Putin bị đồng minh thân thiết phản bội giúp đỡ Ukraine sau lưng ông ta. Thưa quý vị, Bulgaria hay còn gọi là Bảo gia lợi, một quốc gia nghèo trong vùng Balkan và được phải dựa vào Nga. Trong số các quốc gia trong vùng Balkan thì Bulgaria được coi là thân thiết với Nga nhất. Tuy nhiên khi cuộc xâm lược Ukraine của Putin nổ ra, Bulgaria đã chọn đứng hẳn về phía của Ukraine. Theo các báo cáo mới, chính phủ cũ của Bulgaria đã bí mật đề nghị hỗ trợ Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Quốc gia vùng Balkan này nằm ngăn cách về mặt địa lý với Ukraine bởi Romania. Bulgaria vừa là thành viên Liên hiệp Âu Châu và NATO, nhưng cũng có lịch sử duy trì quan hệ gần gũi với Moscow nhiều hơn nước láng giềng. Tuy nhiên, chính phủ có trụ sở tại Sofia vào mùa xuân năm 2022 đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu dầu diesel lớn nhất sang Ukraine và có thời điểm đáp ứng 40% nhu cầu của Ukraine, cựu bộ trưởng tài chính Bulgaria Arsen Vasilev nói với tờ báo Die Welt của Đức. Chúng tôi ước tính rằng khoảng 1 phần 3 số đạn dược mà quân đội Ukraine cần trong giai đoạn đợt của cuộc chiến đến từ Bulgaria, cựu thủ tướng Kirill Peskov nói với tờ báo. Các tuyên bố đã được chứng thực bởi Kiev, Ngoại trưởng Ukraine kể lại việc các lực lượng vũ trang Ukraine đã phải vật lộn như thế nào để duy trì nguồn cung cấp đạn dược vào mùa xuân. Chúng tôi biết rằng các nhà kho của Bulgaria có số lượng lớn đạn dược cần thiết, nên Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cử tôi đến gặp Thủ tướng Kirill Peskov để xin những vật liệu cần thiết, Dimitro Kuleba nói với Nhật Báo Đức trước khi nói thêm rằng ông sẽ luôn biết ơn ông ấy vì đã sử dụng tất cả kỹ năng chính trị của mình để tìm ra giải pháp cho tình trạng thiếu nhiên liệu và đạn dược. Kuleba tin rằng chính phủ khi đó ở Sofia đã quyết định đứng về phía đúng đắn của lịch sử và giúp chúng tôi tự bảo vệ mình trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều. Ngoại trưởng Kuleba sau đó cho biết Thủ tướng Peskov đã hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ Kiev, mặc dù nhà lãnh đạo Bulgaria đã thừa nhận rằng điều đó không dễ thực hiện. Thủ tướng Peskov nói với tờ Daiwao rằng, vì chuyển giao hàng chủ yếu thông qua các trung gian được chính phủ ủy quyền, điều này sau đó đã được lặp lại bởi Kuleba. Chỉ vài ngày sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Peskov đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Stefan Yanep sau khi ông này chọn sử dụng mô tả của Moscow về chiến dịch quân sự đặc biệt thay vì thuật ngữ chiến tranh. Bộ trưởng quốc phòng của tôi không thể dùng từ chiến dịch thay cho từ chiến tranh. Bạn không thể gọi đó là một chiến dịch khi hàng ngàn binh sĩ của bên này và bên kia đã thiệt mạng, cựu thủ tướng nói trong một tuyên bố trên truyền hình. Theo Reuters, mối quan tâm của Bulgaria không phải là cúi đầu xuống. Khi chúng ta thấy điều gì đó mà chúng ta không đồng ý, điều gì đó quá rõ ràng, chúng ta không thể giữ im lặng, ông nói. Một cuộc thăm dò được công bố vào tháng 4 năm 2022 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin ở quốc gia nhỏ bé Balkan giảm mạnh. Khi mức độ ủng hộ dành cho ông giảm một nửa so với nghiên cứu được thực hiện vào năm trước, vào tháng 5, Quốc hội Bulgaria đã bỏ phiếu thông qua việc gửi hỗ trợ kỹ thuật cho các lực lượng vũ trang của Ukraine, nhưng không gửi viện trợ quân sự trực tiếp cho Kiev. Tháng sau, Peskov cho biết Sofia đã hết sức để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Chúng tôi đã hỗ trợ những người tị nạn đang chạy đến, chúng tôi đã gửi tất cả những loại viện trợ nhân đạo, chúng tôi cũng tham gia sửa chữa vũ khí hạng nặng của Ukraine và chúng tôi tuân theo mọi lệnh trừng phạt chống lại Nga, ông nói với truyền thông địa phương vào tháng 6. Bài có liên quan. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi cô hàm thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa thì đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.